Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Câu chuyện quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, ít ai biết rằng vào thời kỳ chiến tranh lạnh, một cuộc chiến dài dẳng khác, chiến tranh cá thuyết đã nổ ra giữa hai quốc gia ở châu Âu. Nước Anh, một trong những cường quốc của thế giới, và Iceland, một quốc đảo nhỏ bé nằm ở phía bắc lục địa. Đúng như tên gọi, tất cả những chuyện ly kỳ xung quanh chiến tranh cá thuyết đều liên quan đến loài cá thuyết và quyền được đánh bắt chúng. Phía bắc vùng biển Đại Tây Dương rộng lớn, vốn nổi tiếng với trữ lượng hải sản vô cùng dồi dào, nên bất cứ quốc gia nào ở xung quanh khu vực này cũng muốn biến vùng biển thành ngư trường riêng cho mình. Trong suốt nhiều thế kỷ, những ngư dân Anh đã luôn thả lưới ở vùng biển gần Iceland và mang về cho nước Anh một khoản lợi nhuận khổng lồ. Vì vậy, đối với người Anh, việc duy trì đánh bắt cá thuyết có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của ngành đánh bắt hải sản. Nhưng ở vùng đất lửa và băng Iceland, gọi như vậy vì vùng đất này có nhiều sông băng và núi lửa, loài cá thuyết có vai trò đặc biệt hơn nhiều. Cá thuyết không chỉ là một loài cá, một loại thực phẩm có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau, hay một nguồn tài nguyên gắn với sự sống còn của nền kinh tế, mà nó còn là một biểu tượng gắn liền với nền văn hóa truyền thống lâu đời của quốc đảo này. Đối với người dân Iceland, cá thuyết là một thứ tài sản quý giá mà thiên nhiên trao tặng và họ có nhiệm vụ lớn lao phải bảo vệ nó cho đến cùng. Qua thời gian, dần dần người Iceland bắt đầu cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của những tàu cá nước ngoài đánh bắt cá thuyết gần bờ biển nước mình một cách ngang nhiên, đặc biệt là những tàu đến từ Anh Quốc. Bằng mặt mà không bằng lòng, chính quyền Iceland cảm thấy cần phải làm một điều gì đó để ngăn chặn sự lộng hành của người Anh. Vì vậy, năm 1952, Quốc hội Iceland đã ra một đạo luật hạn chế sự đánh bắt của Anh ở gần Iceland, đồng thời tăng diện tích vùng đặc quyền kinh tế từ khoảng 5,6 km lên hơn 7,4 km tính từ bờ biển. Nước Anh bực bội vì bị người hàng xóm thấp cổ bé họng thách thức, liền lập tức đáp trả bằng cách cấm các tàu chở cá của Iceland cập cảng nước Anh. Dĩ nhiên, người Iceland phải hứng chịu hậu quả nặng nề khi Anh vốn là thị trường xuất khẩu hải sản lớn nhất của xứ băng đảo này. Tuy vậy, có một điều mà không ai ngờ tới. Liên Xô nhận thấy rõ sự leo thang căng thẳng giữa hai quốc gia phương Tây và tình trạng tuyệt vọng của đống cá thuyết đang nằm chờ ở các cảng của Iceland đã nghĩ ra một sáng kiến. Liên Xô đã quyết định mua lại một lượng lớn cá đang bị ế của Iceland với mong muốn gây dựng ảnh hưởng của mình lên quốc gia chiến lược này. Dưới áp lực của Hoa Kỳ, Anh đã buộc phải xuống nước và Iceland được quyền giữ nguyên trạng quyết định ban đầu của mình. Không lâu sau đó, năm 1958, Iceland nới rộng khoảng cách của vùng đặc quyền kinh tế lên thành 12 hải lý, tức khoảng 22,224 km xung quanh bờ biển. Cũng như lần trước, Anh từ chối tuân thủ và tuyên bố rằng các tàu đánh cá của mình sẽ được Hải quân Hoàng gia bảo vệ, qua đó chính thức khơi mào chiến tranh cá thuyết lần một. Mặc dù Iceland không hoàn toàn thi hành quyết định của mình một cách chặt chẽ, nhưng đã có những đụng độ trên biển. Để bảo vệ những tàu đánh cá của mình, Anh gửi các tàu chiến đi kèm. Tổng cộng có 37 tàu chiến luân phiên thực hiện nhiệm vụ này. Vào thời điểm đó, Hải quân Anh có hạm đội tàu chiến nổi mạnh thứ nhì thế giới, chỉ sau Hải quân Mỹ. Phía Iceland chỉ có 7 tàu tuần tra. Sự đối đầu này tất yếu dẫn đến va chạm giữa hai bên. Ngày 4 tháng 9 năm 1958, tàu tuần tra của Iceland và tàu HMS Russell của Hải quân Anh lao thẳng vào nhau. Ngày 6 tháng 10 năm 1958, tàu của Iceland nã 3 phát đạn vào tàu đánh cá Kingston Emerald của Anh, buộc tàu này phải bỏ chạy. Ngày 12 tháng 11 năm 1958, một chiếc tàu của Iceland bắn 3 phát đạn về phía tàu đánh cá Harkness của Anh. Chiếc HMS Russell lại xuất hiện cùng với một số tàu chiến khác và đe dọa sẽ đánh chìm tàu của Iceland nếu tàu này tiếp tục khai hỏa. Bên cạnh những cuộc đối đầu trên biển, những diễn biến chính trị trên bàn đàm phán cũng không kém phần sôi nổi và quyết liệt. Khi nhận thấy các quốc gia phương Tây không đứng về phía mình trong cuộc chiến lãnh hải, Iceland lớn tiếng đe dọa sẽ rút khỏi Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và trục xuất hết binh lính Mỹ đang đồn trú ra khỏi lãnh thổ của mình. Cuối cùng, nước Anh buộc phải quay lại đàm phán với Iceland và hai bên đã thống nhất với nhau rằng nếu có tranh chấp chủ quyền trên biển trong tương lai giữa hai quốc gia, nó sẽ được giải quyết thông qua tòa án quốc tế. Cuộc chiến cá thuyết do đó đã dịu xuống. Tuy nhiên, đến năm 1972,
chính phủ cánh tả mới của Iceland cho rằng mình không chịu sự ràng buộc của thỏa thuận trên được ký bởi chính phủ trung hữu trước đó, và căng thẳng lại leo thang. Iceland lại một lần nữa thách thức Anh và các nước trong NATO bằng cách mở rộng vùng đặc quyền kinh tế từ 12 lên 50 hải lý, tương đương từ 22,224 km lên 92,6 km quanh bờ biển vào tháng 9 năm 1972. Lần này thậm chí các nước khối Warsaw cũng lên tiếng phản đối những hành động của Iceland. Tuy nhiên, tàu tuần tra Iceland đã được trang bị các thiết bị cắt cáp để cắt đứt các lưới được kéo phía sau tàu đánh cá của Anh. Hải quân Anh phản ứng bằng cách gửi tàu chiến đi kèm để bảo vệ. Kết quả là những vụ va chạm giữa tàu hai bên lại tiếp tục diễn ra. Một trong những vụ va chạm như vậy xảy ra vào ngày 29 tháng 8 năm 1973 giữa tàu tuần duyên Iceland và một khu trục hạm của Anh. Nước tràn vào bên trong tàu tuần duyên Iceland và khiến một thợ máy thiệt mạng vì điện giật. Đây là thiệt hại nhân mạng duy nhất trong toàn bộ cuộc xung đột. Vị trí địa lý của Iceland khiến nước này đóng một vai trò quan trọng đối với NATO. Các tàu ngầm hạt nhân Liên Xô nếu muốn đi ra Đại Tây Dương từ căn cứ Murmansk trên biển Barents phải băng qua vùng biển của Iceland. Vì vậy, khi Iceland đe dọa sẽ rời NATO thì Anh phải nhượng bộ. Tất cả tàu chiến Anh được triệu hồi từ ngày 3 tháng 10 năm 1973. Anh cũng tự giới hạn số lượng cá mà họ đánh bắt và giới hạn các khu vực mà tàu đánh cá Anh có thể hoạt động. Tuy nhiên, thỏa thuận này chỉ có hiệu lực đến tháng 11 năm 1975 và sau khi nó hết hạn thì tranh chấp trên biển giữa hai nước lại bùng phát với những vụ va chạm gây thiệt hại nặng về phương tiện cho cả hai bên. Iceland tiếp tục nâng diện tích vùng đặc quyền kinh tế lên khoảng 4 lần, gần 200 hải lý vào năm 1975 và từ chối đàm phán với bất cứ quốc gia nào về vấn đề này, kể cả Anh. Mâu thuẫn giữa Anh và Iceland xung quanh loài cá tuyết lên đến đỉnh điểm vào tháng 2 năm 1976 khi Iceland tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Anh và tiếp tục đe dọa rời NATO. Điều này đã đẩy quan hệ ngoại giao của hai quốc gia đến bờ vực thẳm và thậm chí là rất gần thảm họa chiến tranh thực sự khi không bên nào chịu nhượng bộ bên nào. Iceland thậm chí từng tìm cách mua tàu chiến từ Liên Xô sau khi Mỹ từ chối bán tàu cho nước này. Cuối cùng thì Iceland, với tầm quan trọng chiến lược của mình đối với NATO, là nước đạt được mục tiêu. Nước Anh phải chịu khuất phục hoàn toàn trước một quốc gia vốn nhỏ bé hơn mình nhiều lần. Chiến tranh cá tuyết lần thứ 3 kết thúc khi chính phủ Anh đồng ý từ tháng 6 năm 1976 sẽ không cho phép ngư dân của mình hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Iceland nữa. Hệ quả là những ngư dân lao động mất hàng ngàn việc làm và một ngư trường rộng lớn, dẫn đến sự suy giảm đáng kể sản lượng đánh bắt cá cũng như sự suy tàn của rất nhiều hải cảng ở phía bắc nước Anh. Ngoài cuộc chiến cá tuyết giữa Anh và Iceland, trong lịch sử cũng đã xảy ra những cuộc chiến độc nhất vô nhị, có thể kể đến như tuyên chiến vì phân chim. Từ năm 1879 đến năm 1883, chiến tranh Thái Bình Dương, còn gọi là Đại chiến Guano, nổ ra giữa ba quốc gia gồm Peru, Bolivia và Chile. Trong tiếng Tây Ban Nha, Guano nghĩa là phân chim. Do đó đây là cuộc chiến giành phân chim, thành phần chủ yếu trong sản xuất phân bón và thuốc súng nhờ hàm lượng phốt pho và nitơ cao. Người ta tính giá trị của nó tính bằng vàng. Phân chim phân bố chủ yếu ở vùng ven biển sa mạc Atacama thuộc quyền kiểm soát của Peru và Bolivia. Tuy nhiên, vì thiếu nguồn lực và nhân lực, Bolivia ký hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác với các công ty Chile. Sau đó, Bolivia tiếp tục tạo sức ép để nâng cao doanh thu, dẫn tới nhiều cuộc tranh chấp. Peru và Chile ký thỏa thuận bí mật để chính phủ Peru có thể kiểm soát đầu ra bằng cách mua lại và điều hành hoạt động khai thác mỏ phân chim. Liên minh Peru-Chile yêu cầu Bolivia giải phóng các thợ mỏ Chile. Do đó, năm 1879, Bolivia tăng thuế đối với ngành khoáng sản. Để bảo vệ lợi ích của các công ty, Chile chiếm quyền kiểm soát khu vực khai thác mỏ. Ngay lập tức, Peru và Bolivia tuyên bố chiến tranh. Chile giành chiến thắng nhờ vào lực lượng hải quân hùng mạnh, đồng thời giành quyền kiểm soát toàn bộ đường bờ biển sa mạc đang tranh chấp. Thất bại trong đại chiến Guano để lại hậu quả lớn đối với xã hội Peru và Bolivia. Nó thậm chí dẫn đến bạo loạn khí đốt ở Bolivia vào năm 2004. Cuộc chiến 3 thế kỷ vì vua cạo râu.
Năm 1137, Eleanor, nữ công tước xứ Aquitaine, kết hôn với vua Louis VII của Pháp và dâng hai tỉnh lớn cho Pháp để làm của hồi môn. Sau đó nhà vua tham gia cuộc thánh chiến. Khi trở về, ông cạo sạch bộ đầu. Hoàng hậu Eleanor không thích bộ dạng đó của nhà vua và yêu cầu ông để râu trở lại. Louis VII giận dữ và từ chối. Sự oán hận cay đắng giữa hai người dẫn đến cuộc ly hôn của họ. Eleanor đến Anh, kết hôn với vua Henry đệ nhị và yêu cầu Louis VII trả lại của hồi môn. Một lần nữa, vua Pháp từ chối. Năm 1152, vua Henry đệ nhị tuyên bố chiến tranh với Pháp. Cuộc chiến kéo dài 301 năm. Năm 1453, nước Pháp giành thắng lợi nhưng gánh chịu thiệt hại nặng nề. Cuộc chiến bánh ngọt. Năm 1828, nội chiến nổ ra ở thành phố Mexico. Một đầu bếp bánh ngọt gốc Pháp tuyên bố rằng một số sĩ quan Mexico đã phá hoại tiệm bánh của ông và yêu cầu chính quyền thành phố Mexico bồi thường thiệt hại, nhưng không thành. 10 năm sau, ông cầu xin vua Louis Philip của Pháp giúp đỡ. Lúc đó, Mexico đang nợ Pháp hàng triệu đô la. Vua Louis Philip lấy đó làm cớ và buộc Mexico bồi thường 600.000 peso cho người thợ bánh ngọt. Đây là một số tiền lớn khi thu nhập bình quân của người lao động ở Mexico là 1 peso một ngày. Mexico từ chối yêu cầu của Pháp. Năm 1838, Pháp lấy đó làm cớ gây chiến. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, Pháp khống chế hải quân Mexico và chiếm pháo đài ở bang Veracruz. Năm 1839, người Anh can thiệp buộc Mexico thanh toán 600.000 peso cho thợ bánh ngọt. Cuộc chiến kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi, đóng góp ý kiến từ quý vị. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!